Xin đâu rồi? Có chuyện gì vậy ông Tám? Mày là đàn ông con trai, sức khỏe như cho bò, nỡ lúc nào mày đẩy đứa con gái vậy? Là sao đẩy ai ông Tám? Mày còn giả dạo gì vậy nữa hả? Cha hiểu lầm rồi. Thắm mới cho cha coi cái video hôm trước Thắm mới xin cho đường trường ở sự kiện sữa côn á. Đó nên cha mới nhầm là xin đẩy Thắm ngã. Trời ơi ông Tám ơi ông Tám, đó chỉ là cái trò chơi mà bên sữa côn tổ chức cho mọi người chơi giải trí thôi à. Đúng rồi đó ông Tám, anh xin đi chơi sự kiện gì à? Mua sữa hạt côn côn uống ngon nhất ngách nhai dùi áp xe lách cho con nữa nè. Ủa vậy hả? Ông đâu biết đâu. Ông Tám không biết là phải rồi, vì đây là lần đầu tiên xuất hiện đường trượt sữa thạch độc lạ tại Việt Nam mình mà. Có cả phao trượt và nhiều trò chơi sữa thạch khác nữa. Trời hả, ông Tám nó qua cho anh con Liên Hoàng Tát rồi. Bọn ông Tám đánh người lắm hả? Đau đau đau. Quên.